cô bác ơi, vé số đi. Bà con em mua tiếp dùm tiếp số bà con cô bác ơi. Vé số đi. Vé số đi bà con cô bác ơi. Vé số đi. Dạ, thưa quý khán giả, ngày hôm nay á, mấy anh em ngôn đang đi trên đường á, thì thăm hoàn cảnh á, thì cũng tình cờ gặp anh Dũng đang lội giữa đường nè, để ghé hỏi thăm ảnh xem sao nha quý khán giả. Ồ, oh, anh Dũng. Dạ, chào chú. Nhớ em không? Chú ngon quá không? Hay ta. Rồi bữa nay đi đâu đây? Đây, cái này cũng có chú ơi, bán vé số. Rồi rồi bữa nay đổi qua nghề bán vé số hả? Dạ. Rồi sao không đặt chúm cắm câu gì nữa? Rồi cái này đặt hết vậy chú ơi. Rồi rồi ôm cái đàn theo chi? Điện đàn bán vé số đấy, có anh thấy cầu đàn đó, mình đàn người ta nghe rồi. Gì đó hả? Dạ. Rồi 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 rồi, rồi bán rồi sao lội vô đường này rồi bán buôn gì? Sáng bán giờ chợ mấy ngày còn có 7-8 tấm mà lội về bán luôn. Đâu đâu với số rồi không thấy. Dạ, để dắt trong túi nè. À đây hả, còn dạ, mấy tờ? Được cái 7-8 tờ đó chú ơi. Để em mua luôn cho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trời còn 8 tấm mà lội đường này thì sao bán? Ừ, chú mua hụi trước đi, cảm ơn chú. Ê, ê, nhưng vậy nè, dạ. Bây giờ mua với số là phải tặng chứ, bây giờ anh bán cho mấy người kia, anh có tặng nhạc không? Có, tặng cho bản đờn. À, vậy thì bán cho em cũng tặng bản đờn chứ. Giờ một tấm là bản hay gì? Vậy mà tùy theo chú rồi, mấy bản cũng được. À, mấy bản được hả? Dạ. Thường thường là người ta mua anh tấm là anh đờn mấy bản? Bản hay bản người ta đi về, người ta cái gì làm chuyện này nghe về bán à. À về bán gì đó ha. Thôi bây giờ như vậy đi, ở đây cũng mát mẻ nè. Dạ. À, thôi bây giờ lựa cái gốc cây đi. Dạ. Ha, gốc dừa kìa. Cái ngồi anh em mình anh đờn cho em nghe vài bản coi, bữa nay mình cũng đủ nhân viên gặp nhau nè. Dạ. Giờ 8 tờ thôi, để trả tiền trước để quên. Để đi hồi đợi anh trả cũng được. Thôi thì để trả luôn để quên luôn. Nè, 100.000 nè ha. Rồi, rồi sao biết đừng coi tiền? Dạ, để mình bán người ta cho hết dễ tan gian. là bán hồi nào tới giờ? Bán khoảng từng lễ nay chú ơi. Từng lễ nay hả? Dạ, hôm trước không có bán rồi từng lễ nay thì không có làm gì cho anh thì thấy mà gia đình cũng hơi bận hơi túng thiếu đó. Ừ. Kể không làm có tiền vô thôi mình đi bán cái số ngày kiếm miệng 50% cũng đỡ. Vậy là không gà ngày kiếm nhiêu? Bữa cũng được 100. Ui vậy cũng ngon rồi. 50 cũng có, lấy có 100 tờ à. 100 tờ hả? Dạ. Hèn gì đi về sớm nha. Dạ. Rồi rồi nhớ đường về không? Hay vậy ta? Là anh bán ở đâu? Ở Bà Hồ mình nè. Ngoài chợ hả? Dạ, rồi xuống dây cũng có, mà Bà Hồ cũng có. Thì đi bộ không vậy đó hả? Chị có anh bạn đi bán chung đó, thì khi cho đi rước. À. Vợ anh đi mãi bán á. À, vậy là có người bán với số chung. Dạ. Rồi cái cho có gian ra chợ bán. Bán cái chuyện nào nếu... Về thì lội về. Dạ, về còn cái đỉnh đem về bán về luôn vậy đó. Rồi đi quận đi thì người ta chở rồi quận về, sao anh biết đường về? Biết. Hay ta. Bỏ bán dài dài luôn đó. Thôi bây giờ gì anh Dũng ơi, em lại gốc dừa mình ngồi cho khỏe ha. Dạ. Đi vậy đó. Dạ, đi vậy đó chú ơi. Gà đài gì đó hả? Dạ, giờ dò đường đi, có cây nè, dò đường nè. Ơi tới đây được anh Dũng ơi. Dạ. Đây có cái gốc dừa nè, bây giờ mình ngồi đây là đàn đi. Lóc mình dạ. Lóc dép mình ngồi đỡ đi dạ, mình dạ. Cây nhà lá vườn mà. Cây nhà lá vườn mà. Chú ngang một triệu là dọn này dọn đoạn cũ Nam Giang nha. Dạ rồi. Đoạn cũ Nam Giang hả anh Dũng? Đoạn khúc Nam Giang. À, đoạn khúc Nam Giang. Thank you.
chưa có chỉnh gì đoạn cả đó đó ha. Là kêu là đoạn khúc năm gian ha anh Dũng. Ôi giờ vậy là mới có dạo một khúc đầu mà sao em nghe nó mùi quá ta. Bởi vì anh Dũng bán cái số mau hết phải rồi. Có cái đàn này bán mau. Rồi anh Dũng cho em hỏi thăm nè, mỗi khi mà đi rồi cầm theo cái đàn gì rồi mệt không? Cũng mệt mà cũng gắng chú ơi. Cái mình làm ngày gì cũng mệt chứ đâu phải không mệt đâu. Rồi cho hỏi thăm nè, bữa nay sao bận mua đồ đẹp quá vậy? Tại vì nói chung gì đó, mình không được mà có cá là bận cũng được, lại lấy đại vậy đó. À lấy đại vậy đó hả? Chàng chàng bộ đồ này chắc bả thiết kế cho ông hay gì nè. Thấy có siêu nhân nào nhóc chân nè. Chắc cáo này gắt bả giá gì đó. Thưa quý vị khán giả, quý vị khán giả mình có thể nhìn thấy ở phía trên thì thấy cũng ok ha. Nhưng mà khi mà dở cái đàn ra rồi quay qua phía sau, quý vị khán giả mình thấy hỡi ôi. Chàng ơi chàng. Là cái áo này bao lâu rồi? Áo lâu dữ rồi chú ơi. Bộ đồ này cũng lâu lắm hả? Dạ. Chung cái mình đồ bạn này kia là cô bác cũng cho, còn không có mua. Rồi này cho con cá con bộ vậy đó thì bạn chứ không có mua. Gửi thôi bây giờ vậy đi. Dạ. Gửi em vài điều lý nghe trên Dũng ơi. Dạ dạ. Để đàn lý đêm trăng nha. Ok. Rồi thí dụ như đàn chữ anh làm được không? Đàn chữ điệu hay gì? Bản gì á? Thí dụ như anh làm ngẫu nhiên thôi. Nói chung đàn cũng được mà đàn không quen đàn không gõ gì mấy. Rồi làm đoạn chữ nghe thử anh Dũng. Đàn chữ nhạc hay là chữ về bản gì? chữ nhạc đi. Wow! Dùng eo hả? Dùng eo quá.
hàng xóm này được cắm khúc đàn cho chữ điềm điềm vậy đó. Thí không? Dụ như đài tôi cô đơn. Đàn cổ đó mình chế đàn cũng cũng không có đi hồi đủ chữ gì mấy, nhưng mà làm khúc đầu vậy là gu lại câu hò rồi. À, anh Dũng cho em hỏi thăm nè, thí dụ như khán giả người ta yêu cầu rồi sao anh làm được? Thì ví dụ các bạn nào mình biết thì mình nói biết nào không nói không ha. Nói chung thì cũng không có ít gì mấy. Anh Dũng thường thường cái bản mà cái bài mà bài hát ruột của anh là bài gì? Chung mình cũng giờ cũng nhiều bài nào mà anh hay ca nhất luôn á. Chung thì mình biết như đại giờ không với cái mấy bạn cổ được không mà chứ, là bài gì để mình ca bạn con Nga Muội với thằng ấy nó hai đứa thương nhau chia tay đó. À ha, sân chùa ha, quyết nhộn quyết nhộn được rồi. Quyết. Mùi ơi mối tình thơ mộng của chúng ta mong manh sương đêm đông mềm trên cỏ gối, rồi gần sáng ngày mai khi bình minh trở lạc sương đêm tan dụng với chương nồng. Wow, quá ngọt ngào. Hãy tiễn đưa nhau bằng giọt lệ sau cùng, rồi anh sẽ quay lưng cúi mặt làm kẻ đau hành trên bước đón trường xa. Từng bước đi nghe niềm đau trong biệt, nhớ từng lời nhau ước tiễn đưa nhau, khiến chúng mình đẹp tựa như có ngờ đâu chia đôi trời thương nhớ. Lạc lòi trong đỉnh sâu thì càng cúi đầu chấp nhận thương đau, như kẻ lạc lòi trong cô độc sống cô đơn trong túi hoàng âm thầm. Một manh tình duyên xin trả lời cho đời, hãy xem nhau như là kỷ niệm thoáng mơ hồ trong giấc ngủ tàn đông. Nghe mũi ơi cuộc đời quen còn tưởng lai tươi sáng, đừng danh mà khi bỏ mảnh tình xinh. Hãy coi đêm nay là đêm ngộ cho buổi chia lìa tươi kiếm màu. Wow, quá ngọt ngào. Anh Dũng cho em hỏi thăm nè, sao sao anh vừa có giọng đàn, anh vừa có cái tiếng đàn nó hay rồi mà anh lại còn tập được cái giọng hát ngọt ngào được vậy? Thì hay vậy, mình cố gắng làm cho
ca đi cầu có khán giả mình bán cái số này kia nè cho nó mình ca đạ vậy mà. nhưng mà đâu phải tự nhiên muốn ca là được đâu, cũng phải giống như là tập luyện dữ nhiều lắm mới được chứ. Dạ cũng mình ca đạ chứ có biết hay không, có thua khán giả khen chứ mình không biết nữa. hôm bữa anh Dũng làm ba cái điệu lý đó. Dạ. Là hôm bữa là lý chăn sôi nè. Rồi lý chiều yeah. Với giọng Kim Lan đó. Yeah. Hôm nay anh Dũng dạo lại cho em với Quý Hiên Giả nghe ha. Dạ dạ. Cái hai lời ha. Dạ dạ. Thank you.
em hỏi thăm nè, rồi vợ với con đó đi đi làm như vậy đó, rồi mình nên anh trong nhà đó, rồi buồn không? Buồn nhưng mà thôi cũng hoàn cảnh mà cũng gắng chịu chứ biết sao giờ chú ơi. Rồi mình nên anh thí dụ như nửa đêm nửa hôm rồi làm sao, biết làm sao? Cái đó cũng không chưa biết được nữa. Cái đó mình còn mạnh khỏe thì mình chứ cái chuyện tới nó mới tới chứ mình đâu có biết trước được đâu. Chàng ơi, chàng gần anh Dũng đâu có nhà nào đâu rồi sao? Có ngần nhà ông cái bên đó. Mượn ổng ha? Dạ. Trái gió trời trời rồi thì mượn ổng đưa đi giùm. Dạ. Rồi anh Dũng cho em hỏi thăm nè, hổm gài bán cái số nó mệt thôi. Mệt lắm, bài mấy lội cũng vãi lắm mà về cũng quen rồi. Cũng quen rồi hả? Dạ. Chứ tự nhiên cái tập đi bán vé số vậy đó. Mấy đầu tiên tại vì nói chung thì cái mình tháng này cũng làm gì có tiền đó. Thì ở nhà không có làm gì thôi, lấy số bán kiếm thêm rồi bữa giờ chục cũng đỡ xây sở rồi. Em nhớ anh Dũng có cái nghề đặt chấm cũng kiếm tiền được nhiều mà ta. Mà mùa này người ta chục xây hết thì thành không có chỗ đặt. Mình thấy đường mình đi vô rừng, trong rừng đâu đó thì đặt mới được, mới có lương. Giống như là mình kiếm vườn rồi đó ha. Vườn trà mồi là như là mương cam quýt của ta vậy đó. Mà hỏi người ta vô đặt thì mình đặt có lương, chứ bây giờ ngoài ruộng đặt có chứ không có lương. Không có ha. Dạ. Rồi cấm câu cá. Vụ này cấm câu cũng ngon mà. Vụ này cấm câu cũng hết có luôn rồi. Mùa này cá nó xuống kinh hết rồi. Dạng như là bây giờ không có như cầm mồi nhái rồi đó, không có nhái mình cấm cũng được. Dạng như là càng ngày càng cá càng ít thêm Dũng ha. Dạ đúng rồi. Phải được bây giá như hồi xưa mà cá như hồi xưa ha. Giá bây giờ mà cá như hồi xưa là đã luôn rồi. Như hồi xưa thì dễ sống. Đặt chấm thì ví dụ hồi xưa như mấy năm trước á, mình đặt chấm ví dụ 50 ống đi. Đi cũng được 2 kg. Khi cũng được về nó rẻ thì ký 70-80 đi cũng được 100 mấy, nhiều khi đi cũng được ký ngoài cũng được 100 ngàn. Ký ngoài cũng được 100 ha. Yeah. Bây giờ thì thôi thua chịu thua rồi. Anh Dũng cho em hỏi thăm nè, với cái cuộc sống mà giống như là nó khó khăn như vậy đó, rồi anh Dũng có cái ước mơ gì không? Vậy mình với ước mơ thì nói chung cũng ước mơ cũng phải có rồi đó, nhưng mà mình ước chắc không đạt đâu, tại mình thấy đường rồi mình làm cái kinh tế thì nó cũng không bằng ta, thì nó ước thì ước thôi chứ không đâu có chắc không đạt được. Là ước mơ cái gì? Là ước nhiều lắm, cũng như là hai miếng nhất cái nhà cửa nè, mình sửa sang rồi cái hạt nhạc gì đó. Nhưng mà mình phải có động vốn ra, nhưng mà mình làm thì nó đủ sống thôi chứ đâu có vốn nào mình để làm. Đó là sống tạm thời thôi, những cái đó thì chưa biết trước được. Anh Dũng cho em hỏi thăm nè, cái điều mà anh Dũng lo lắng nhất á bây giờ là điều gì? Thì nói chung là mình thì nó cũng lo, thì lo cái giờ mình cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà cái tuổi nhỏ của mình á thì nó mình giờ cũng có đứa thằng cha mà nó mà cũng một bên quá cho nó ước, thì giờ mình lo cho nó sao này mình có trong đứa vợ thì nó chu toàn được thì mình cũng vui. Vậy là còn con trai hình như còn gái út nữa mà. Dạ, gái út đang học. Vậy là còn lo cho con trai với gái út. Dạ. Giống như là an cư lạc nghiệp cái nữa mới yên tâm. Đúng rồi. Cái cho nó có gia đình hai nữa là mình thấy nhà mình thấy cho nó gọn gàng, cho nó sau này nó cũng có cái nó đi màng gì nó có cho nghỉ gì đó. Thế nữa là mình ví dụ mình có trong cái vợ nó cha mắt thì kia rồi cũng có để nhà cửa hoàn thành cho nở cũng được. Bây giờ thì nói chung thì mình làm đủ sống thôi chứ đâu có dư đâu. Rồi để dành cho con trai được nhiêu rồi? Trời ơi, có dư đâu để dành chú ơi. Không lẽ mấy chục năm mà không dư được chỉ nào sao? Có dư đâu, có bằng gỗ nồi dơ chú, rồi đi bằng mướn, bằng thê, rồi gạo, thóc, rồi tiền điện, rồi con đi học nè. Nhỏ con gái đi học thì nó nghèo nghèo ngàn cũng được hai mấy ba chục ngàn cho nó ăn ngày đó. Học mà hai buổi đó ha. Dạ, buổi thì 15 ngàn. Dạ, con ta thì khác mình nghèo thì cho nó ngày 30 ngàn. rồi sao kiếm 30 ngàn nổi? Ví dụ bữa nào mình kiếm mình để dành đó, ví dụ được ngày nào tuần trăm thì mình để dành hai ba buổi. Còn bữa nào không có thì mình để đó mình tóc qua. Thì đó, mình cũng cái đường mình sợ mà để dành vậy đó, ví dụ bữa nào được nhiều mình để dành đó, cái bữa nào không có mình lấy cái tài chốt tóc qua bên kia vậy đó.
cho em hỏi thăm nè, sao mà tự nhiên á anh lặn đất cũng được nè, rồi đặt trúng cũng được nè, đi xịt thuốc lúa cũng được nè, rồi đi, bây giờ đi bán giấy số cũng được nè, sao tự nhiên anh tìm tòi anh làm được hay vậy? Cái nói chung là quyết tâm của mình làm được rồi. Như hai nữa mình cũng có nguyện vọng mình vô mình đi, mình cũng giá trời Phật rồi đó, phù hộ cho mình đi ra đường với buôn bán này kia rồi cho cô bác thương đồ mua này kia đồ. Chứ đặt chấm rồi đó, rồi nó đi đặt chấm thì mình nói rồi cho cha nó đặt đừng cho có bị lạc này kia rồi nó mau mắn rồi đó. Chứ nếu như người ta mà 10 ống đi đặt cái qua bữa sau chắc còn 2 ống 3 ống. Vậy mình cũng sẽ để ý lắm, ví dụ mình cũng cái mình thấy đường thì mình có cái của mình á. Ví dụ mình đặt chấm thì phải cái ống đầu tiên mình phải làm giấu một cái gì đó, rồi mình phải đi tới đó rồi ống đầu tiên mình lần lần tới vậy đó chứ. Nhưng mà 1-2 ống còn dễ nhớ. Mà mình đặt chấm lần mấy chục ống là mấy chục điểm vì sao nhớ nổi. Chúng gian nhắn đi nha, lần đầu hay nha. Có nghĩa là mỗi một ống chấm anh đặt là anh sẽ tạo ra một cái điểm. Không, có một ống đầu tiên nè. Một ống đầu tiên à? Dạ. Rồi mấy ống kế sao biết được? Bước cái vụ 20 hay là 30 vậy đó. Vậy là lạc cái là lạc nguyên luồng vậy đó. Hết mấy chục ống luôn. Không có, vụ mình đi vụ mình đặt đầu tiên ống đầu tiên phải không? Rồi bắt đầu mình đếm tới qua thì 20 ống đó, 20 bước đó thì nó vụ ống đấy 20 bước tới đó thì có ống chúm rồi. Mình nhớ là đặt lúc nào bên trái bên phải. Nếu nó có sự chịch chừng 5-3 tắc thì chúng nó không có nhiều. Có bữa nào mà nó quằn anh cả ngày chạy không? Không có đâu, dễ vậy đó. Tìm hoài không ra không? Không có đâu, dễ vậy. Thưa quý khán giả, một điều rất là đặc biệt như quý khán giả, mặc dù anh Dũng là khiếm thị, không thể nhìn thấy đường đi, nhưng mà khi mà đi chợ quý khán giả thì cách cái ngôi nhà của anh Dũng á là đến 5-6 cây số lận. Nhưng mà một điều rất là đặc biệt luôn là anh Dũng có thể tự tìm ra được cái đường về quý nhá, và tự tìm ra được cái đường đi luôn. Nhưng mà trên đường đi đó, cái điều đặc biệt nhất là nhà bà con anh em á, mà anh Dũng có đi ngang á, anh Dũng muốn ghé là anh Dũng biết là gần tới nhà của ai vậy đó quý nhá. Có một điều rất là hay luôn á quý nhá. Anh Dũng ơi, thì ngày hôm nay á em ghé thăm anh ha, thì cũng có phần duyên của Quý Mạnh Thường Quân nhờ em xuống để trao cho anh. Thì ở đây để em coi tên coi. Ở đây là chị Tiền xưởng bánh tráng ở Tây Ninh ha. Chị Tiền ở xưởng bánh tráng ở Tây Ninh nhờ em xuống trao cho anh là 1 triệu. Để em ghi lại cái anh Dũng đi. Dạ rồi, chị Tiền xưởng bánh tráng ở Tây Ninh trao cho anh Dũng là 1 triệu nha. Dạ. Dạ rồi, đây em xin trao cho anh Dũng ha. Dạ. 500, 1 triệu. Anh Dũng kiểm tiền được không? Dạ. Biết tờ 500 không? Thì chú nào mình cho mình cũng không biết lấy mà giờ chú ta đưa thì chẳng lẽ Nhưng mà ý là thí dụ như người ta thòi tiền rồi cho anh Dũng kiểm được không? Được hả? Dạ. Hay vậy? Dạ. Thiệt không? Dạ. Đâu cắt cái đó đi rồi em đưa thử tờ này coi thử coi đón thử coi nhiêu tiền nha. Rồi cắt cho đón thử coi cái tờ này nhiêu tiền. Dạ. 100.000 chú ơi. Chàng ơi hay ta. Thưa quý khán giả, anh Dũng đón được nha quý khán giả. Anh Dũng có lời gì muốn gửi tới chị Tiền xưởng bánh tráng ở Tây Ninh trong ngày hôm nay đã gửi cho anh Dũng 1 triệu không? Dạ thì trước hết thì xin chúc cho chị Tiền xưởng bánh tráng mà ăn phát đạt, cái bán được nhiều và bánh cho cô bác người ta ủng hộ nhiều. Xin cảm ơn chị Tiền. Thưa quý khán giả, thì một lần nữa cho mấy anh em của Ngôn thay mặt gia đình cũng như là thay mặt anh Dũng nè gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Mạnh Thường Quân trong khoảng thời gian qua đã đồng hành cùng mấy anh em Ngôn hỗ trợ giúp đỡ cho bà con nghèo, đặc biệt nhất là hỗ trợ giúp đỡ cho hoàn cảnh của anh Dũng. Thì một lần nữa cho mấy anh em Ngôn thay mặt anh Dũng cũng như là gia đình gửi lời cảm ơn chân thành ạ. Vậy rồi, còn bây giờ thì Ngôn xin phép được kết thúc video.
và nguyện cầu chúc cho quý khán giả cùng với quý mạnh thường quân sẽ luôn có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày. Con xin chào và hẹn gặp lại ở một video kế tiếp.